Nếu các bạn thích cuộc sống nông thôn bình dị, hãy đến với channel Gà Con Siêu Quẩy nha. Các bạn thấy ao hồ với bỏ bèo vô thấy đẹp không? Sáng người ta đặt nghẹt luôn mà giờ nó mấy con vịt này nó quất hết phân nửa luôn rồi các bạn ơi. Trúng mánh rồi. Giờ trời con cá nó ăn kìa các bạn thấy không? Thấy vịt lội lại nó thấy vịt lội lại cái nó lặn xuống này. Rồi mấy cá chấm nó bèo nó hốp nó ăn thấy thương lắm. Mấy con vịt này chắc không vang à, mới bỏ sáng sớm mà quất hết phân nửa rồi chắc ngày mai nữa vài bữa nữa hết trơn quá. Nè, mày kéo nè. Này để nữa vài bữa mình có đi ra ngoài mình còn gặp ai bán mấy con quất hoặc mấy con chích, mấy con chích cò chích ghé rồi đem về đây nuôi cho nó xuống ao để chơi vui lắm các bạn. Rồi mỗi thứ cặp cho đi lên đi xuống nó mò nó bắt đồ rồi đi chơi chung với mấy con vịt nè. Ao mà có bèo rồi thấy không khí nó sinh động, cá này với mấy con này kia nó cũng phái nữa. Sáu này canh me ăn chuối lén người ta hoài mình có phần riêng mà. Rồi còn quanh hoạch này mới bỏ ăn trái chuối thì sáng giờ hết trơn rồi. Ăn kiểu gì dữ vậy ta? Bạn theo này lên lẹ dữ chưa? Nhảy tới nhảy lui dữ lắm à. Mà giờ đưa cho chú vô là quất liền, chạy lại quất liền. Nó thiên nhiên mà nó cũng không có nhát như mấy con. Nó không có nhát như thiên nhiên. Tương đối tương đối là dạng như mình đó, mình giờ mình thấy thức ăn là bạn chạy lan liền. Thì thấy thức ăn thứ nang không ta, ăn chuối hoài vậy ta.
cánh này biết bay được chưa nữa. Thấy còn hơi xệ xệ nè. Bay được, thả ra cái quy này ở ngoài này cho nó rộng cho nó bay. Sợ nó bay không được, nó dưới đất không. Đây bầy gà nở nữa rồi các bạn. 5 trứng nở 5 con luôn. Rồi bây giờ mình vô mình thăm mấy cái con yến phụng, hai yến phụng con giờ nó bị lớn nghe các bạn, ra lông đều chưa. Giờ tối rồi. Vô thăm đó. Trời đất ơi, ở trên đầu tôi mấy ông. Dếm chút, dếm chút bị trên đầu tôi rồi. Con két ngủ trong kia lú cái mỏ nó ra. Ủa con lộn con nhồng. Con két ở đây. Hai con gà. Gà kia nó hết trứng nó bỏ ổ rồi. Hai con, hai chồng nó nằm bên kia. Các bạn thấy con phụng đẻ mà sao thấy nó dân số nó ít chứ gì. Có các bạn hỏi sao dân số ít. Thì trước giờ nó chỉ đẻ mới được 3 con thôi các bạn ơi, một tổ kia 2 con với tổ nè. Trời, bữa nay đẻ nữa hay vậy. Đẻ chưa? Thế này nó đẻ được 3 con. Mà không biết như gì chuột cắn hay gì á, nó mất tiêu các bạn ơi. Chuột cắn dưới bộ hổm mà bị không biết bị sao nữa, nó gớt đây nó chết còn cứng đờ. Còn hai anh kia bị chuột cắn hay đâu, có cái lỗ này nè, bây giờ mình lấy con đá mình nhém lại à. Mình đó giờ là mình thù hằn mấy con chuột nhất. Giờ mình xem hai tổ này, xem tổ này coi không mới lớn các bạn. Ui đẹp đó. Trời ơi, con đẹp đi ta. Ồ con vàng con trắng ra đẹp phải sợ luôn các bạn ơi. Ôi ôi mặt nó cưng á. Cái con mẹ của nó miệng mồm bị đầu nó dính ba cái chuối. Thức ăn trộn với thức ăn rồi để cho chuối chung rồi đi ăn rồi dính tùm lum cái mặt nó ghê không. Có hai con là hai con đẹp nhá, bóng lưỡng. Mẹ mặt mày hơi xấu đó các bạn ơi. Mấy con này nó đẻ được đẻ hoài à, con nó bự nó đẻ tiếp nữa.
ăn nè, thức ăn với chua chuối dính tùm lum như này chưa có dọn nữa. Bởi vì nó ăn miệng mồm dính tùm lum chứ. Thôi mình đi ra các bạn ơi. Đi ra mình đi thăm mấy cái cây, đi ra thăm mấy cây cây cần câu ếch các bạn ơi. Coi nó dính không? Đặt bẫy nó lại, nó không, nó lại ăn mà không dính. Bây giờ mình đi ra mình tới mình chuyển qua cắm câu rồi. Thử có dính không? Đây là một bịch trùng với một chai thuốc. Chai thuốc thì như mình đã nói rồi đó. Cá bầm nhuyễn, một ống guani, ống dầu chuối, một ống ấp xanh và nửa bịch ngũ vị hương. Rồi xong trộn lại trước khi đi đặt ha, trước khi đi đặt hay đi bẫy gì mà mới trộn vô mấy cái ống mới vô nha các bạn. Còn mình chuẩn bị thì mình cá băm với một phần cá thì hai phần nước, bỏ cho nước suối rồi ngâm từ sáng đến chiều, nó sình nó ương lên, đậy nắp để sụt mà nó lên ga lên khí á. Là rồi bắt đầu trộn mấy cái ống kia vô, xong là đi lấy nước là tưới xung quanh là dụ nó lại đó. Mồi cắm thì các bạn cắm mồi trùng, mồi cá biển, con nhái con cũng được, nhái con thì nhảy. Rồi bây giờ mình đi thăm. Rồi bây giờ vẫn là cái cảnh cũ các bạn ơi, nhưng mà lần này là mình không có đặt bẫy nữa. Lần này là một lần này là ấy nha, này là mình cắm câu á. Mở cái đèn pin lên cho sáng sáng. Đây cái cửa lại để thôi mấy con gấu nó chạy ra nhắc tối nè. Rồi nhờ các bạn cùng đi mình thăm nha. Chuyến này là mình chuyển qua cắm rồi. Cắm thì chắc chắn là thì có dính rồi đó các bạn. Biết sư bạn biết sao không? Tại vì nữa. Rồi, có dấu chân. Dấu chân đã lại, nhưng nó thấy cái con này, con trùng này dính kiến bu không rồi nó không ăn. Đấy các bạn thấy không? Nó yếu chân nhóc luôn nè. Lại nè, thấy con trùng này kiến không nó mang đâu. Hết thì nó cũng khôn lắm chứ không phải nó ngu lắm các bạn ơi. Đấy các bạn thấy chưa? Đây là có hết hết trơn hả? Lại hết trơn hả? Mà tại vì nó không ăn mồi thì thôi. Quỷ mấy con kiến bu nè. Đây chỗ này thì không có lợi nè. Rồi hai cần chất quất rồi, đi tiếp. Chất quất hai cần đó nổ cho dữ, nó chắc chắn có mà. Nói chất quất mà chắc chắn có thiệt mà tại nó vô nó không ăn. Nó mang nhiều mình biết sao vậy. Chứ các bạn thấy cái dấu chân của gà không? Rồi đây chừng chất bớt nữa rồi. Chất bớt con trùng còn nguyên yếu éo uống éo mà không ăn ta. Thôi con này trùng này không bị kiến bu cũng đỡ. Không bị kiếm cù gì nó cũng có ăn đâu. Rồi ba cần chết quất luôn. Xạo xạo cho dữ, không có cần nào dính hết. Phóng qua bên kia. Bên này cũng là một cái đường
đi thấy ghê không, rắn lừ chuột chứ gì đâu, chuột các bạn ơi. Trời, đây nó cũng lợi cho nó ăn trời. Cái quỷ này che mùi trùng hả ta. Nè các bạn thấy không, giấu gì đó mà không ăn, che trùng hay gì. Bây giờ mình phải sửa cái cục mồi lại các bạn ơi, móc cái con trùng khác vô. Rồi bây giờ là còn một địa điểm cuối cùng các bạn ơi, còn một cây cần câu cuối cùng, không dính nơi này cám luôn, đặt nổ niết cho dữ. Mà đúng là lợi thiệt, nhưng mà mình mới phát hiện ra một điều này các bạn ơi, hiện ra một điều này là mình cũng rất là ngu. Nói chung là chưa gành gõ, chưa cho không trong nghề, không gành gõ vậy đó. Các bạn biết sao tại cấm cây cần câu trên bờ làm chi, trên chưa kiến nữa, nó bò lên nó bu ngu phải sợ. Tắm với nước là được rồi, kiến nó bu con ếch đâu có ăn đâu. Mồi mà sống lẳng quẳng nó ăn. Rồi còn địa điểm cuối cùng luôn. Dính nha, nhảy nha, đừng có vuột nha em, để anh quay lên anh phe với các bạn được chứ. Đây các bạn ơi, đó thì đây nè, em này lại ăn xốp nè, chứ cũng ngu nè, cắm cây câu trên bờ nè, cắm dưới nước là được rồi, thấy không. Ăn gì ốm với em, trời ơi ngớt đồng dần kìa. Thôi dính con là cũng được rồi các bạn ơi, không dính thì quê rồi. Nè đó, dấu chân, cái chân là đạp xuống dính dấu. Ui, một em ớt dính rồi, cái chuyện nói rồi chứ, để thôi nói xàm xàm hoài sao. Rồi bây giờ là mình gỡ nó ra, mình đặt lại, sáng mình thăm. Cuối cùng cũng phải dính thôi, em chạy đường nào. Ốm dữ, ốm rồi em ơi. Rồi. Thôi giờ mình gỡ nó ra rồi mình đặt lại các bạn ơi. Rồi thôi cũng mình cũng chắc cũng mình kết thúc video đây luôn các bạn ơi. Mình đi vô đây. Đặt lại đăng mình đi vô. Rồi, chúc mọi người có những phút vui vẻ nha, gia đình hạnh phúc và một sức khỏe dồi dào. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người, bye bye và hẹn gặp lại, bye bye. Nhớ bấm like và subscribe, đăng ký ủng hộ mình nhé.